3, 2, 1. Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Cuối cùng thì Dallas, Texas, nơi mà Danny đang sinh sống, cũng có mùa thu rồi đó mọi người ơi. Mặc dù trễ hơn New England, nơi mà Danny đã đi vào tháng trước với mọi người, nhưng mà cũng rất là đẹp, rất là trữ tình. Nơi này Danny rất là thích, tới đây chụp hình mỗi năm luôn mọi người. Nhưng đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì Danny sẽ giới thiệu với mọi người về cái mảng thời trang với mọi người nhé. Bởi vì có nhiều khách hàng hỏi Danny, sao mỗi lần mà thấy Danny trên Happy Together thì Danny lại mặc đồ khác, còn đi làm lại mặc đồ khác, không thấy Danny mặc đồ giống nhau. Bởi vì khi mà quay hình thì Danny điệu hơn chút xíu, dáng thêm chút xíu hộ và design thêm chút xíu, nhìn cho nó lạ mắt hơn. Mặc dù đó là những bộ đồ cũ Danny làm lại thôi. Và nơi đầu tiên mà Danny đến đó là Happy Lobby nhé mọi người. Và bây giờ thì Danny xin mời mọi người chúng ta cùng nhau đi Happy Lobby nhé. Mỗi một tuần người ta sẽ thay đổi mặt hàng khác nhau, cho nên mình muốn mua đồ vừa trang trí nhà cửa vừa rẻ vừa đẹp thì phải chịu khó đợi tới ngày sale mỗi thứ hai hàng tuần, nó sẽ có mặt hàng khác nhau với mọi người nha. Giống bên Joanne nè, nhưng mà bữa nay cũng chưa có sale 50%, tuần sau thứ hai sẽ có. Đó là tuần sau thứ hai chúng ta sẽ vào để mua vậy. Hôm nay thì cái mặt hàng này nó cũng không có sale 50% luôn mọi người. Nút để làm áo, Danny thì cần những cái nút để may, để design lên một cái áo của mình. Rất là nhiều, rất là đa dạng luôn. Mùa này là mùa trang bí lại tới đó mọi người, tượng trưng cho ngày lễ Halloween, cho nên mọi người thấy người ta rất là sale những cái mặt hàng về Halloween rất là nhiều á, khắp nơi nha.
Mọi người đã chuẩn bị những cái gì cho ngày lễ Halloween chưa? Còn Danny đang cũng đã chuẩn bị bộ đồ đặc biệt để surprise mọi người đấy nha. Đây là những cái đồ cài lên áo nè mọi người, 50%. Người nào muốn có những cái hình là lạ, muốn bự có, muốn nhỏ có, rất là đẹp nha. Tất cả những mặt hàng ở đây đều 50%. Mà ai mà muốn có những cái sợi dây đeo tai hay đeo cổ mà lạ lạ mọi người, này thấy lạ không? Đẹp chưa, sợ không? Tất cả này người ta bán sẵn cho mình, về mình tự design nhé. Có thể làm vòng tay cũng được thế này. Cũng lạ nè, màu xanh. Đủ màu sắc, coi như là theo phong thủy với mọi người. Hôm nay là 50% nha, mình cứ lựa đi. Đây là nơi bán những cái dụng cụ để làm nên cái đồng hồ mà tự mình người ta làm sẵn. Kim có nè, cái mặt đồng hồ người ta kể sẵn số và mình chỉ mua cái hộp vậy thôi. Hôm nay 40% mọi người, cho nên Danny sẽ mua về để design thử cho mọi người coi nha. Đây là những chiếc hộp gỗ mà người ta đã làm sẵn nha mọi người, home sweet home. Người ta làm bằng gỗ, cái màu trơn vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn về á, thì mình sẽ design, mình sơn màu lên theo ý của mình nha. Nó có rất là nhiều ý nghĩa, rất là nhiều chữ khác nhau. Mà Danny rất là thích, Danny đã sẽ mua để dán ở tiệm của mình. Mọi người thấy cái dễ thương không? Nàng tiên cá này, tất cả bằng gỗ, dễ thương lắm mọi người. Hôm nay thì mọi thứ ở đây đều sale 40% của mặt hàng này. Mỗi năm tới mùa Halloween ấy thì trái bí, trái bí nó còn bật mọi người, cho nên nhìn đâu cũng thấy đẹp ok đó. Nhưng mà nhà mình đã có sẵn hết rồi, mua rất là nhiều, cho nên mình sẽ lấy từ trong kho ra để mình rửa sạch lại cùng nhà mình trang trí khác nhau, nó vẫn đẹp mọi người. Đây là gà tây nhưng mà ở miền Tây của Danny thì người ta gọi là con gà lôi á mọi người, tại vì mỗi lần mình đã gặp mình nó kêu lắc 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 lắc. Và bây giờ thì đã chuẩn bị đón Christmas rồi mọi người ơi, người ta cũng đã sale 50% luôn rồi nè. Đó, nếu mà ai đã chuẩn bị sẵn không khí Christmas hay là nhà mới thì chúng ta cần mua đồ trang trí thì sẽ mua ngay từ bây giờ đến 50% off nè. Đẹp quá. Mọi người biết sao không? Ở đây có một cái đặc biệt đó là khi mà cái gì mà sắp tới cái mùa, giống như bây giờ là sắp tới mùa của Halloween với lại Christmas đó, thì người ta sẽ sale những mặt hàng đó trước để cho mọi người có cơ hội trang trí nhà cửa của mình đó mọi người. Còn gần tới ngày á thì người ta sẽ không có sale nữa hết, cho nên bây giờ muốn thì phải mua liền bây giờ nhé. Sau giờ làm việc rất là thích đi vô những nơi này mọi người. Thứ nhất là mình có thể mua được cái món đồ sale mà mình thích nha, để trang trí nhà cửa nè. Và theo ý thích của mình nữa, thứ gì là Kubi Best Family được vô những nơi này nha mọi người, cho nên Kubi rất là enjoy luôn á, đẩy đi đâu là đi đó.
sân vườn rộng thì nơi đây cũng là những cái dụng cụ 50% off luôn. Bữa nay nhiều mặt hàng quá, nhưng mà mặt hàng mà Danny muốn mua thì thêm 2 tuần sau nó mới bắt đầu sale. Và đây là những cái không gian cũng 50% off nha mọi người. Nói về thú cưng, đặc biệt là nói về Kobe Doggy của mình đó mọi người. Có rất là nhiều câu mà Danny rất là thích nè. Giống như cái câu này có thể dịch ra là tôi rất là thích uống cà phê và vuốt ve thú cưng của mình, đặc biệt là Doggy nha mọi người. Và cái câu này thường thường là home is where the heart is, bởi vì cái câu này nó ghi lại là căn nhà mình ở đâu thì ở đó có thú cưng của mình. Như vậy là chúng ta đã đi một vòng của Happy Lobby rồi mọi người ơi. Bây giờ thì Danny sẽ dẫn mọi người vào bên Joanne nhé. Giờ chúng ta đi tới một nơi bán wholesale để mang đồ của dâu hay chú rể. Đồ thường chúng ta cũng có thể mặc được với mọi người, đặc biệt là năm nay là fashion của Situ có thể mặc đồ hơi lưới lưới, nửa kính nửa hở, rất là sexy nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi nè, ra tính tiền trước nha. Ngày ta yêu nhau, mùa thu đen có lá thu rơi. Đôi ta bước bên nhau, không nói năng chi, tình yêu chưa chan. Rồi buông trôi qua, mùa đông đen có tuyết trên cao. Đôi ta đã xa nhau, câu nói yêu thương này đã xa rồi. Em yêu ơi, tình dù ngang cay cùng với em, với bao mong nồng. Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình dù ngang cay cùng với em, anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi. Trong cô đơn, mùa thu đen vẫn lá thu rơi. Anh vẫn bước lang thang trên lá thu rơi, tim đau xót xa. Giờ em nơi đâu? Trời đông gió rét quá thê lương. Đâu đây có dư âm anh mắc đôi môi này đã xa rồi. Ta yêu nhau, mùa thu đen có lá thu rơi. Đôi ta bước bên nhau, không nói năng chi, tình yêu chưa chan. Rồi thu trôi qua, mùa đông đen có tuyết trên cao. Đôi ta đã xa nhau, còn nói yêu thương này đã xa rồi. Em yêu ơi, tình này dâng hết bên em với bao mong nồng. Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình dù ngăn cách với em, anh xin. Mọi người thấy hôm nay tôi đi mặc cái áo
chùa Văn Đề không? Mua tại đây mọi người. Đây là chùa bán đồ, bán giải sỉ để về chúng ta có thể design, mai những bộ đồ mà cho sân khấu nè, mai đầm dạ hội cho cô dâu nè, hay là mai bất cứ những cái trang phục gì mà chúng ta muốn giải mặt sức khâu mà lựa chọn nha, giá cả rất là phong phú. Bây giờ thì Danny sẽ dẫn mọi người chúng ta cùng đi một vòng nha. Anh đem chờ cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em đừng như đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, dùng tạ tới trên đôi tay em băng giá. Để mặc áo dài rồi. Cái này để mặc áo dài nè mọi người. Đây 12 đồng 50 một da. Còn dưới đây là để mai đầm dạ hội. Cái này có thể mặc áo thun, áo thun mặc cho mùa hè được nè. Cái này được nè. Mình muốn mua mình cứ lấy đây mà đặng cho người ta sẽ cắt cho mình, người ta tự dọn dẹp thôi mà. Hôm nay đây mình xin mua thiệt luôn. Cái này có 7 đồng, nó mới một da thôi. Mà mỗi lần mình đi mua máy áo cho mình thì chỉ cần một da thôi là dư sức rồi. Chỗ này thì có những loại giải rất là mắc tiền, nhưng mà ta cắt xong còn là một khúc nhỏ nhỏ thôi thì người ta sẽ xe xuống phòng xe 35%. Cái này đẹp. Chưa biết làm gì nhưng mà cứ màu xanh màu vàng là cứ mua trước đi. Tại vì trong mắt của Danny, màu xanh màu vàng là đẹp nhất. Lúc này nè mọi người, nếu mà mai áo vest cho sân khấu thì cực kỳ đẹp luôn á. Danny có một người bạn đi hát, cho nên mỗi lần mà dắt anh ấy lên đây á, là anh ấy mua ít nhất là 10 khúc cho 10 bộ vest khác nhau. Mọi người nhìn. Đây, khúc giải này là đến đi mua chỗ này. Đẹp không? Cô dâu mà chuẩn bị ngày cưới lên đây mua đồ là hết sảy luôn mọi người ơi. Mình mua về mình design thêm vô là đẹp lắm luôn á nha. Quá đẹp. Này mọi người thấy ông tuổi nè, nếu mà nãy chúng ta mua những cái giải xong rồi mình mua thêm những cái này nè, mình gắn vô áo là đẹp cực kỳ luôn. Ở đây là giá sỉ mọi người. Những khúc giải mà mai thành những cái đồng rất là dễ thương không? Còn những cái này thì làm màng được thế nào? Cũng nhìn cũng rất là đẹp, hấp dẫn không? Cái này thế nào? Đầy đủ và phong phú. Just one. Đây làm jewelry cũng được như vậy. You want me to do it for you? Sorry. Như vậy là hôm nay một lần nữa trong chương trình Happy Together with Danny, Danny đã giới thiệu với mọi người một trải nghiệm mới nữa trong cuộc đời của mình, đó là mua những khúc giải design như thế này để chúng ta làm những cái áo mới, ốc cũ thành áo mới nè mọi người thấy không? Danny cắt cái phần trên đi, nối cái phần giải mà vô thì nó thành cái áo mới, mọi người thấy có đẹp không? Còn Danny rất là thích nha.
bây giờ thì Danny sẽ có thêm một cái nón nha mọi người. Nón này thì mẹ của Danny đang cho Danny cũng mấy năm rồi đó, nhưng mà Danny gắn thêm chút xíu cái dây diamond như thế này thôi thì nhìn nó sẽ mới lạ hơn mọi người. Danny thích hơn. Nói chung là mình sẽ làm mới là những cái đồ vật mà mình có sẵn thôi mọi người. Đây là những sản phẩm của Happy Lobby. Và tối nay thì Danny có một cái birthday của một người chị kỷ niệm 60 năm cuộc đời của mình. Thì khi mình đi birthday ấy, với những cái không khí mà thân mật, gần gũi như vậy, thì Danny sẽ chọn một cái bộ đồ nó có vẻ casual như... Trong lúc để khách hàng tới thì Kobe làm mọi đồ nha mọi người. Giới thiệu với mọi người khung cảnh của tiệm của Danny để trang trí để chào đón ngày holiday, Christmas, New Year. Vừa qua thì chúng ta đã có những ngày Thanksgiving cực kỳ vui với những người thân và bạn bè của mình. Và Danny cực kỳ vui khi mà được biết là cái Thanksgiving đặc biệt chỉ có nước Mỹ mới có nha mọi người. Thanks có nghĩa là cảm ơn trời đất, cảm ơn ơn trên để cho chúng ta có những cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân của mình. Còn giving có nghĩa là mình cho đi mà không cần phải nhận lại mọi người ơi. Và đây là không gian để khách nằm gội đầu mọi người. Khi mà nằm xuống nhìn lên vẫn thấy một vườn bông nha. Rất là thư giãn. Khách hàng của Danny rất là vui khi mà thấy khách hàng của mình rất là yêu thích cái không gian và cái tiệm của mình, ngay cả phòng đợi cũng vậy nữa mọi người. Khi mà khách ngồi đợi cũng rất là enjoy cái khoảng thời cái không gian cây xanh của Danny ở nơi đó nữa mọi người. Tụi nó hôm mấy anh em hôm nó giật ở nhà thận á. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đó là birthday một trong những người chị thân thiết của mình nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ làm make up hô biến cho chị coi tối nay chị sẽ xinh đẹp như thế nào. Yes. Tại vì em gắn cho chị, em phải gắn cho em không thôi. Nó chẳng đùa như bánh tiệc kia rồi. Hậu ghê hồn không? Chị cho em hỏi là chị ngồi đây đi, chị ngồi đây đi. Anh đem trời cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em đừng như đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, dùng tạ tới trên đôi tay em băng giá. Anh nghe như trong tim giang vỡ, nỗi đau làm nhăn nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, âm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Hôm nay rất là vui nha mọi người, bởi vì được đi cái vấn đề của một của chị Mai 60 năm cuộc đời. Chị tràn đầy energy, tràn đầy năng lượng với cái tuổi của chị. Mà Danny cũng cảm thấy vui lây với chị, năng lượng lây với chị với bộ đồ của mình. Và như những công việc của chị thì em chúc chị giống như những lời chúc ban đầu thôi, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng để đến với em một năm nhất là vững vàng như chị nhé. Và cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Danny ngày hôm nay. Hãy đón xem còn một lần nữa, ngày mai Danny sẽ đi đám cưới, mọi người sẽ thấy đám cưới ở Mỹ diễn ra như thế nào. Bây giờ thì Danny đi thêm một chiếc áo khoác nữa mọi người. Đây là một cái bộ đồ vest mà lâu lắm rồi cũng một người bạn tặng. Theo cái nó hơi rộng một tí xíu, nhưng mà đó là phong cách của những nhóm boy band bây giờ mọi người. Danny chỉ cần gắn thêm một chút xíu những cái lông như thế này thôi thì trở thành một cái áo mới. đó là sở thích của mọi người thôi. Danny chỉ cho mọi người idea thôi mọi người. Và những cái dụng cụ như thế này thì Danny mua ở Joanne nè, hoặc là một cái nơi nữa bán đồ sỉ ở trên thành phố Harry Hay, Dallas, Texas, nơi mà Danny đang sinh sống với mọi người. Danny sẽ để cái địa chỉ bên dưới, mọi người hãy nhớ theo dõi nếu như muốn mua nhé. Và bây giờ thì Danny sẽ chuẩn bị đi đám cưới. Và khi đi đám cưới thì trong một cái khung cảnh chúng ta cần phải mặc đồ formal, bởi vì
đám cưới là nơi mà rất là trang trọng để người ta đón những lời chúc tụng nhau trăm năm hạnh phúc, nhận được rất là nhiều lời chúc của những người thân, bạn bè, gặp mặt nhau nữa mọi người. Và Danny sẽ mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đi đám cưới, xem Danny sẽ có trang phục như thế nào cho đám cưới nhé. Như vậy là bây giờ tới giờ phút Danny sẽ đi đám cưới mọi người. Mọi người thấy bộ đồ mà hôm nay Danny mặc thì như thế nào? Danny cực kỳ yêu thích nha, bởi vì đây là bộ đồ mà Danny dán những cái hộp đầy mình nó hơi bị quá tay chút xíu, nhưng mà mình thích là được rồi, phải không mọi người? Danny nghĩ là thời trang thì ăn thua ý thích của mỗi người, mình yêu thích như thế nào thì mình cứ làm như thế đó để mình cảm thấy tự tin hơn khi mình xuất hiện với bạn bè. Và ngày đám cưới ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, chúc cho Phong và Trâm luôn hạnh phúc vui vẻ và mỗi năm thật nhiều dịp để đến thăm anh nhé. Bây giờ thì Danny mời mọi người chúng ta cùng nhau đi đám cưới nha. Vậy là với những giây phút vừa qua, Danny đã giới thiệu với mọi người cái hình ảnh mà Danny đi đám cưới. Mọi người thấy mặc dù là nếu mà chúng ta bận rộn thì sẽ có một ekip, những người planner như là chị Trang chẳng hạn sẽ lo cho mọi người từ cái khâu chụp hình nè, khói phun nè, những trò chơi nè, cực kỳ nhiều kỷ niệm và thú vị phải không mọi người? Mặc dù là đơn giản thôi nhưng mà chúng ta thật nhiều kỷ niệm. Còn bây giờ thì Danny xin dừng chương trình của mình tại đây với mọi người. Nếu như yêu thích chương trình của Danny, mọi người hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye.